Okay, là cái phần cực của em. Okay, say good morning day. Good morning, everyone. Yeah. Good morning, everybody. Sáng nay Hằng đi, bây giờ là hẹn đi gặp một cái trường hợp mới gọi cho Hằng, muốn nhờ xin công việc làm. Thì bây giờ đi là cái chở thỉ theo cái bên vậy nè. Chơi. Chơi nè. Đó, chở thỉ theo chơi nè. Bây giờ vui không? Hôm gài thấy sao rồi, ngủ được không? Ngủ được. Tối qua ngủ được đúng không? Good, yeah. Coi như là hai đêm ngủ với Hằng. Đêm đầu Hằng phải cho uống một viên thuốc ngủ. Thuốc ngủ này là thuốc ngủ của ai lịch. Uống cái này thuốc ngủ thôi chứ không phải thuốc trị bệnh gì hết. Thì cái thuốc ngủ á, thật ra sometime mình không có ngủ được, mình uống một viên thôi, chứ mình đừng uống hoài mỗi ngày, yeah. Sometime thôi. Thì tối hôm trước là cho uống viên thuốc ngủ, ngủ được. Xong cái tối hôm qua này Hằng nấu hạt sen với táo tàu, Hằng cho ăn. Tại vì hạt sen nấu ăn nóng á, nó sẽ giấc ngủ rất là sâu. Thì ăn xong tối nay ngủ ngon phải không? Hồi tối rồi ngủ ngon đúng không? Yeah. Nhưng mà nửa đêm thức dậy thì ngủ lại tiếp đúng không? Đúng rồi. Nửa đêm thức dậy rồi ôm chị Hằng ơi, chị Hằng à, nói tiếp chị Hằng à, la cái bắt đầu cho ôm rồi bắt đầu mới ngủ. Ngủ tiếp tới 8 giờ rưỡi dậy. Yeah. Dậy rồi chị Hương dẫn đi nhà thờ. Đúng rồi. Dẫn đi nhà thờ cầu nguyện rồi về vui vẻ phải không? Dạ. Yeah. Giờ vui mà đẹp gái nữa. Vì chị Hằng tốt lên đẹp gái cho ăn bận đồ, đi mua đồ mới rồi mặc được đồ, mặc dù không cần mua đồ hiệu. Đồ ghé tiền được rồi nhưng mà mình cứ thay đổi kiểu này kiểu kia á, nó đẹp. Còn mặc đồ hiệu mình mua một cái nó mắc, cái mình mặc một hai lần người ta biết mình có một cái áo à, yeah. Đúng không? Cho nên đồ hiệu á thì mình mua đôi khi những cái tiệc tùng gì thôi, chứ thường ngày mà Hằng mặc đồ thường ngày thay đổi á, hoặc dài là mặc vài lần bỏ là Hằng mua đồ ghé tiền lắm, cái mười mấy đồng, hai chục đồng, hai mấy đồng à. Vậy thôi đó. Đó rồi, ok, bây giờ là Hằng với em Thủy, Hằng chở em Thủy đi gặp một cái trường hợp mới này, hôm nay xin việc làm nha. Rồi, mời các bạn đi theo Hằng để gặp một cái anh này như thế nào và anh này đang cần Hằng giúp cái gì. Rồi, ok, let's go. Ok, chút nữa mới nói chuyện. Thủy đây, nhìn vô màn hình ống kính ha, rồi bắt đầu Hằng hỏi nha. Không có cái microphone, hình như là chắc nó bị âm thanh ở ngoài nó ồn. Rồi, hello anh. Hai chị à. Rồi, anh tên gì, tự giới thiệu cho quý khán giả biết đi. Bye bye. Ồ, bye chị. Dạ, khỏe chị. Dạ, đi ăn xong rồi giờ giờ hả? Vậy vậy? No, tất cả tiền. Trời. Em sao nằm đẹp vậy? Không, đẹp, không có, mình hả? Không, em không định nha. Thì hả? Gặp em nó trong chỗ lúc năm bà thì em khác em đẹp hơn nữa. Bữa năm bà em đeo khẩu trang mà. Khẩu trang nhưng mà ờ, ban đêm chứ không có nhìn rõ. Ban ngày ai nhìn rõ. Đi ra đường nhà ai cũng biết mình, ai cũng thương mình, động viên mình. Phải không? Biết bao nhiêu người thương chứ thôi mình ơn chồng đâu. Cười vài cái chị hiểu mấy câu người ta nói. À. Vui thôi, không có gì hết, chị thấy không? Ừ. Nhìn, nhìn không, cười cái sắc mặt khác liền. Nhìn thấy chị có cái nó có cái energy liền chứ nó uh-huh. Lại mới ban đầu gặp chị em thấy chị là có tâm sự. Phải không? Bây giờ chị thấy không? Bây giờ cái cười nãy giờ gương mặt khác liền. À hả? Support. Yeah. Yeah. More positive. Nó bây giờ nổi tiếng quá rồi, đi ra ai cũng biết Thủy kìa, Thủy kìa. Ai lên chương trình của Hằng là đi ra được ai đều biết hết á. Kìa kìa kìa, người đó kìa. Người nói tiếng không à. Người nói tiếng không à. Ừ. Rồi thôi bây giờ quay qua câu chuyện này, thấy chưa? Nãy giờ câu chuyện của bên đây em không cần nổi tiếng nha, em chỉ cần có việc làm thôi nha. Công việc làm. Cái quay câu chuyện đang bên đây, quay qua đoạn phim bên đây chút xíu. Ok, rồi bây giờ nhập cột lại cái câu chuyện bên đây nha. Rồi, bây giờ anh chào khán giả chưa? Chào lại các nữa coi. Chào khán giả của Hằng Kali, mà đây là thành viên mới của gia đình Hằng Kali đi. Em không biết nữa. Cứ nói đi, cứ nói bình thường thôi, mình say chào tất cả mọi người vậy thôi. Nhìn vô cái đây nè. Rồi, nãy giờ đang nói chuyện đây cái hơi gián đoạn chút xíu. Bây giờ Hằng hỏi lại một chút nha. Rồi, anh tên gì? Dạ, em tên Chin. Chin. Yeah. Chin. Chin. Dạ, rồi hôm nay gọi Hằng, gặp Hằng để có chuyện gì không? Cần giúp gì đây? Hoàn cảnh như thế nào? Interview nha, yeah. Interview không có ngại đúng không? Yeah, thật sự là em có một người anh cũng quen, mới quen là giới thiệu để nói chuyện với chị Hằng.
coi coi có những cái cơ hội nào để em tìm được một cái việc làm tốt để em lo cái tương lai cho cá nhân em và cho hai đứa nhỏ của em. Anh là ở San Jose này hả? Em thì xưa em ở San Jose này. Hiện tại bây giờ cũng ở San Jose luôn. Dạ, yeah, ở San Jose. Ở San Jose luôn. Thì thí dụ như anh mất việc làm từ hồi nào tới bây giờ rồi? Em mất việc làm khoảng đâu từ lúc Covid tới giờ khoảng cũng 2 năm nay. Gần 2 năm là trước đó anh làm về hãng hả? Cũng làm hãng hả? Trước kia thì là em là software engineer. Software engineer. Yeah. Wow. Mà cái background của em thì em là computer engineer nên em có thể làm cả hai bên, as a design hoặc là hardware cũng được. Nhưng mà cái thời gian em làm thì em chỉ có viết software thôi. Rồi ví dụ bây giờ á, anh tìm hàng là để tìm cái công việc hiện tại anh đang muốn về cái nghề của anh engineer software vậy, hay là anh muốn làm bất cứ cái việc gì tạm thời mình có việc trước, hãng xưởng tùy theo anh làm được việc gì. Ví dụ mướn vô làm hãng đi, hàng xin được mấy cái hãng medical đồ này kia đó. Yeah. Thì anh cũng không có thì, kén đúng không, hay là anh phải lựa chúng nghề của anh? Không, cái vấn đề thực sự bây giờ là em có hai đứa bé mà để em phải take care cho nên á, cái thời gian á là em bị giới hạn. Cho nên anh phải take care con. Dạ. Thì take care con từ mấy giờ đi học á hả? Tức là cái ngày nó ở với em á thì em không có gửi cái trẻ, em ở nhà em coi nó luôn. Cho nên như là ở với mẹ. Dạ. Một tuần ở với ba một tuần. Dạ. Không, cái lịch nó gọi là 2-2-3, tức là nó ở mỗi bên 2 ngày 2 ngày vậy đó. Cái weekend 3 ngày thì thay đổi. Nhưng mà thay đổi ngày như vậy anh không có cố định ngày nào là ngày làm, ngày nào. Nhưng mà cái vấn đề chung quy lại là như vậy. Thực ra nếu mà em có công việc làm về bên cái ngành nghề của em thực sự đó thì có thể em hy vọng là cái thu nhập nó có thể có tốt để cho em thuê người giữ trẻ cho mấy đứa bé thì em có thể làm full time. Còn nếu mà giống như những cái ngành nghề mà không có chúng, không có trong công việc của em á, thì dĩ nhiên em không có cái expertise về cái vấn đề đó thì dĩ nhiên là cái thu nhập em sẽ không có nhiều. Thì chắc là em chỉ có thể làm được part time, thì còn cái phần kia thì em lo cho mấy đứa nhỏ. Cho nên coi như là anh ly dị với bà xã. Yeah. Rồi chia con, phải chia ra cái ngày, cái giờ mà để thích khe. Ly dị bao nhiêu năm rồi anh? Gần hơn 3 năm rồi, gần 4 năm nay rồi. Gần 4 năm rồi. Thì nhưng mà ở nhà thì không có bà nội gì chăm sóc giùm hả? Mẹ em thì lớn tuổi rồi, elderly, cho nên cũng bây giờ thực ra em cũng đang ở trong cái position là em phải take care mẹ chứ không. Mẹ em lớn tuổi không thể take care được mấy đứa cháu. Hiểu rồi. Thì nếu như hiện tại cái công việc mà anh có làm part time được trong mấy ngày nghỉ đó thì anh làm thêm đúng không? Yeah. Còn nếu như mà kiếm được một cái công việc nó đúng như chương trình của anh cho có bằng cấp như vậy thì có thể lương nó cao rồi. Thì anh có thể là mướn người coi chừng bé trong mấy cái ngày anh đi làm cũng được. Thì thật ra cái giờ mình đi làm theo giờ hành chính thì cũng 8 tiếng thôi. Yeah. Đúng không? Thì bây giờ hôm nay anh nhờ Hằng đăng cái video này để mà tìm những cái job, cái công việc gì thích hợp với anh. Thì hiện tại thì Hằng ở đây trên tất cả cộng đồng mạng người ta xem chương trình của Hằng. Thì nói chung ở vùng lân cận San Jose hay là những vùng gần gần đây mà những người ta làm hãng xưởng đó. Thì khi người ta thấy một cái chương trình, cái người nào trong cái chương trình của Hằng quay á mà có cái khả năng làm việc theo đúng cái mức đó đó thì người ta sẽ gọi cho Hằng. Và có thể mình tùy theo cái mức cái mình đi interview, tùy theo mình apply mình muốn làm như thế nào và khả năng của mình có thể được cái job đó hay không thì tùy theo mình interview nha. Thì nếu như nãy giờ tại vì Hằng cũng nghe anh nói sơ sơ ở ngoài là anh cũng có nhiều bằng cấp như vậy rồi thì Hằng nghĩ nếu mà lên đây đối với anh tìm cái job 30 đồng cho một giờ thì Hằng nghĩ cái đó rất là easy. Thì anh lớn lên ở Mỹ phải không?
Em lớn lên ở đây em học cũng xin tất cả những chương trình học này. Thì đó là quá rước rồi. Thì Hằng nghĩ là nếu mà tạm thời cái công việc mà đúng theo của anh á chưa có thì mình cứ vô mấy cái chỗ hãng về medical. Medical thì đồng lương cũng khoảng 28-30 đồng mức khởi đầu cho mình. Thì cái đó là với cái khả năng của anh thì có thể anh cảm thấy nó ít so với cái khả năng của anh, đúng không? Thì mình muốn có cái job trước đi để mình ổn định trước, và sau đó mình có thể mình kiếm được cái chỗ nào nó thích hợp với cái khả năng làm việc của mình thì mình tìm sau. Còn tạm thời thì anh cứ nếu đăng lên đây mà có ai gọi cho Hằng nói về cái công việc gì Hằng thấy thích hợp với anh thì Hằng sẽ gọi cho anh ha. Thì coi như hôm nay thì một khi những ai gọi tới Hằng nhờ giúp về việc làm hay là tất cả về nói chung về tinh thần đó, đại khái nãy giờ anh thấy em này không, em thấy không đó, thấy không đó, đây là cũng giống như là cái chỗ dựa tinh thần cho tất cả mấy anh chị em, cũng giống như có một cái gia đình family, rồi cuối tuần có thể anh em tập trung với nhau lại, rồi đi có khi tổ chức đi đâu, rồi hay là đi làm từ thiện, rồi hay là đi ăn uống, đại khái vậy đó. Thì giống như một cái family vậy đó. Thì có gì không nói tiếp hay là cần Hằng hỏi em? Em thì em cũng biết nói. Không biết nói gì hả? Mà thật ra thấy nhìn anh thấy quen lắm, ở sau xe này có thể là Hằng có gặp anh rồi, đúng không? Anh thấy Hằng có quen không? Nhìn thấy gì cũng quen, nhưng mà như chưa có gặp mà nói chuyện one to one giống như vậy. Nhưng mà có thể cộng đồng chắc cũng có thể biết em qua mặt em rất là nhiều, thì em cũng hay tham gia mấy cái chương trình gây quỹ cho chùa, chương trình từ thiện. Cũng có đi làm mấy chương trình. Em cũng đi làm mấy chương trình đó, lúc em đi làm thì cuối kèm em không làm mấy cái chuyện đó. Bây giờ hỏi lại thêm là một tuần, ví dụ mấy đứa bé ở bên anh là mấy ngày? Cái tức là nó gọi cái gì là 2-2-3, tức là trong vòng 2 có khi 2, có khi 3. Tức là mỗi một tuần bắt đầu thứ 2 đó, gì nó ở bên em 2 ngày thì xong cái 2 ngày sau nó ở bên mẹ nó. Rồi xong cái weekend đó nó ở với em 3, tức là thứ 7 thứ 6, thứ 7, chủ nhật nó ở với em. Thì cái tuần sau á nó lại ở với bên mẹ là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Cho nên cái trong 2 tuần á thì là mỗi bên có một tuần vậy. Nói chuyện để chị đang nó, rồi chị đang nói chuyện đây chút rồi. Thì coi như là thí dụ một tuần ở bên anh 2 ngày, rồi một tuần có thể ở bên anh 3 ngày. Nó thay đổi như vậy, chứ nó không có cố định đó. Đúng rồi. Thế nên nó rụt thế, chứ trong vòng 2 tuần là bên mẹ có một tuần, đúng là rồi, bên ba rồi. Có một tuần. Đúng rồi. Chứ nó không có cố định ngày thôi. Thì thường thường đây nè, hãng á, nếu mà hãng nó mướn là nó phải giờ theo cái kiểu 8 tiếng ha. Và có thể một tuần làm 5 ngày, có khi nếu làm overtime là phải làm thứ 7 nữa. Cho nên ví dụ mình muốn kiếm về một cái công việc hãng ổn định thì nó không có bạc tham đó. Đó là cái lý do mà em muốn chia sẻ với chị, là vấn đề là nếu mà cái thu nhập của em mà không có đủ để mướn thuê mấy người giữ trẻ lo cho con đó, thì em bắt buộc là phải làm part-time. Còn nếu mà em get được cái position mà em có làm được những cái background của em đó, thì em hy vọng là cũng có thể có một cái thu nhập nào nó cũng ổn định, thì em cũng đủ có khả năng để em thuê hay là nhờ người giữ trẻ cho con. Dạ đúng rồi, cái đó là cái cẩm nang của em mà đang bị bây giờ mà em không biết cách nào. Em cứ suy nghĩ có khi là em muốn có thể đi đưa thức ăn hoặc là lái Uber chẳng hạn, thì những cái công việc đó thực ra em không có thích. Em không phải không thích mà em không có ngại đâu, em sẽ làm. Coi như cũng có thể làm lái Uber luôn cũng được, hoặc là đi đưa thức ăn cũng được, hay là giờ làm cây xăng được không? Cây xăng có thể bật tham một tuần làm 3 ngày chứ. Anh thích đúng không? Có thể làm được cái gì, cứ nói chung là em làm cây xăng đó, làm cách xưa đó ở cây xăng đó được đúng không?
Ok, nhưng mà có mấy cái để có cái thu nhập mà để em lo được cho bản thân và cho con em, hoặc là thì em cũng ok. Tại vì á, nãy giờ nói chuyện thì theo đi làm hãng thì bắt buộc anh phải có cái giờ đúng theo một tuần làm 5 ngày từ thứ hai tới thứ sáu và làm 8 tiếng, rồi có thể làm overtime thứ bảy, mà anh tại vì anh kẹt hai đứa con mà hãng thì không thể nào nó mướn bằng tham theo cái cách mình. Dạ, thực ra cái long term goal của em là em muốn trở về cái công việc technical để cho em có cái thu nhập ổn định. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại, cái situation kiểu như vậy thì em chỉ có thể làm bán tham hoặc như thế nào. Trừ khi mà em có những cái thu nhập nào mà nó tốt thì có thể là em làm. Thí dụ như bây giờ tạm thời mà đồng lương thu nhập anh một giờ khoảng từ 28 tới 30 vậy đó, là anh có thể mướn người để coi con anh trong từng 2 ngày 3 ngày không? Tại vì thường thường á, qua medical mà với cái khả năng của anh vậy là kiếm 28 30 rất là easy luôn. Yeah. Đó, thì nếu như á, anh mướn người mà để thích khe con anh trong mấy ngày đó được á, thì mới nhận chấp hãng được, mới làm full time. Còn hiện tại giống như bây giờ anh đi làm cashier hay gì á, đồng lương cũng từ 18 đồng, 17, 18, 19 đồng giờ thôi, và tính giờ á. Còn biết trong cái khả năng của anh á, thì bởi vì thằng mới nói nếu mà cái anh không có lệ thuộc vào thích khe con á, thì easy kiếm job, easy kiếm job cái lương cao. Thì nói chung thôi, bây giờ là để về, tại vì hồi trước mấy ngày trước có một chị cũng kêu Hằng gửi thì semi vô á, thì có thể bây giờ để về Hằng sẽ nói chuyện coi, rồi Hằng kêu anh làm cái việc semi ha, để gửi vô cái hãng medical này coi, rồi hoặc là còn nhiều hãng khác nữa mình cứ gửi vô coi. Tại medical nó trả lương cao á, với cái khả năng tiếng Anh của anh rất là lưu lót á, rồi anh biết làm cái này biết cái kia đó, thì mình ăn thua khả năng của mình thôi, thì luôn kiếm nó dễ lắm. Đồng lương từ 28 tới 30 dễ lắm, nếu mà cái khả năng giống như anh nó rất là easy luôn. Còn thật sự mà nó về kẹt vấn đề phải thích khe con đó, thì cái đó thì không chịu, thì phải kiếm mấy cái chớp mà bạc thang không có lệ thuộc vào cái giờ giấc thì nó rẻ hơn vậy thôi nha. Rồi ly dị như vậy rồi anh phải cấp dưỡng hai đứa con nữa. Thực ra hiện đại thì không có ai cấp dưỡng ai. Tại thích khe kiểu đó thì không ai cấp dưỡng ai. Đúng rồi. Cấp dưỡng ai. Dạ, không có ai cấp dưỡng ai. Con lớn chưa anh? Đứa bé gái được 4 tuổi, còn boy thì nó được 8 tuổi rồi. Còn cái lứa tuổi này là phải gần cha gần mẹ liên tục, chứ không thể bỏ được xa cách. Lo vấn đề học hành vậy đó. Lo học hành. Ở đó là tuổi dễ thương lắm mà mình cần phải quan tâm nó nhiều hơn. Để khi nó lớn cho cái mai nó đừng có nghĩ là cha mẹ bỏ nhau rồi con sẽ bị cái tâm lý. Đúng rồi đó. Cho dù đó là cho dù hai người không có sống chung, nhưng mà thí dụ vẫn sống được với mẹ một tuần mấy ngày, sống chung được với ba cái bên từng mấy ngày, cái đó cái tâm lý nó cũng tốt lắm. Cái tuổi nó phát triển. Còn gì nói nữa không? Còn gì để nói nữa không? Thực ra em chỉ không có gì nói nữa, chỉ muốn gặp Hằng, rồi chỉ có muốn là biết về xin việc làm. Giờ có cơ hội nào để em có thể tại vì cái mục đích chính là em cũng muốn trở lại cái ngành làm việc của em, để tại vì tham nó go on, em cũng phải take care nhiều, với lại con cái nó lớn lên em cũng phải có cái trách nhiệm cao hơn. Cho nên em muốn nó vacant lâu quá rồi. Rồi tính nói gì nó thằng quên rồi. Dạ, ok, thì thật ra dễ thôi. Nếu thật sự tùy theo anh đi, Hằng nếu Hằng cứ để về Hằng coi mấy cái hãng nào đó, Hằng nói với anh gửi người semi vô, thì tùy theo anh thấy khi interview, anh thấy cái job đó lương có thể anh kiếm người để thích khe con anh được, thì anh nhận cái job đó trong cái khả năng của anh. Thì nếu như có gì Hằng sẽ nói trước, hỏi những cái người hãng medical đó, thì Hằng sẽ nói với anh làm việc semi như thế nào, cái khả năng mình có những cái gì đó mình cứ ghi hết trong cái việc semi khi đi interview. Anh bao nhiêu tuổi thôi, chia sẻ cho cộng đồng mạng biết đi, biết đâu mai mốt có cô nào kiếm rồi sao. Nhiều lắm chứ không phải biết đâu nha. Nếu mà đăng lên đây nhiều lắm á.
nhiêu tuổi rồi? Nói đi đừng ngại. Thực ra là em sinh năm 1967. À, sinh năm 67 đó nha mọi người. Thì cô nào nói giỡn thôi chứ đâu có không phải lên đây là kiếm bạn gái cho nên không dám giới thiệu chỗ đó. Thế thì thực ra cuộc đời mà chia tay họp thì sống với nhau hoặc hết duyên hết nợ thì chia tay, mình coi cái đó là một cái duyên đi, chứ mình đừng, đôi khi mình đừng để nặng quá thì cái tâm lý mình bị bệnh thì mình cũng khổ lắm. Giống như em này đây nè, nói hết lời hết sức đó, phải không? Đây em thấy anh Chin cũng trong cái tình trạng là ly hôn đó, thấy không Thiệt? Yeah. Nhưng mà người ta vẫn mạnh mẽ, rồi giống như hồi nãy chị Hoàng cũng chia sẻ đó đúng không? Đó, cho nên đi theo chị Hoàng mới thấy những cái này, cuộc đời này có rất nhiều người giống như mình bị ly dị, chứ không phải mình ơn mình bị ly dị. Nhưng mà Thủy thì không có chịu chấp nhận là mình bị chồng bỏ, không có chấp nhận là mình bị ly dị, cho nên nó cứ nằm trong một cái vòng luẩn quẩn đó. Chính xác, có đâu là cái tâm lý đó, em thấy không? Đây là anh này cũng bị ly dị. Rồi mấy anh em trong cái trường hợp mấy ngày nay đi chung với mình, mấy anh em gia đình của mình đi xuống dưới chơi, ai cũng bị vợ bỏ ly dị không? Em thấy không? Đó, cho nên trên đời này rất là nhiều người giống như mình. Mình phải chấp nhận, nhưng mình thấy nó là bình thường. Nó là bình thường đúng không anh? Đâu có gì đâu, hết duyên thì chia tay. Hết duyên chia tay, không có cái gì nuối tiếc. Tại nếu em cứ kéo cái nuối tiếc đó, nó sẽ làm cho em đau khổ. Em không có lợi lộc gì nữa, không ra được. Thấy không, đi để chị cho em thấy tiếp xúc những cái trường hợp như vậy là rất là nhiều người như vậy. Tại vì cái tâm trạng mà mình deny rồi, nó cứ lẩn quẩn, nó cứ quay tròn hoài. Nếu mà mình không có get up cái chữ accept, acceptance thì mới overcome, chứ còn không mình sẽ quay quẩn ở trong cái dòng lẩn quẩn đó, cứ vậy hoài. Yeah. Mình anh sẽ quay out không? Em cũng từng bị chứ. Ủa anh cũng lúc đó anh cũng bị. Em có hiểu cái tâm lý nhưng mà em vẫn bị như vậy. Tại vì có những cái tình cảm mình không có thể nói là một ngày hay là một năm hay là một tháng mình có thể quên được. Có những cái nó giống như có những cái hình ảnh đẹp, hoặc là có những cái buổi ăn, hay là những cái họp gia đình, những cái tình cảm của con người mà. Đúng rồi, mình công nhận cái đó, nhưng mà ý nói là mình phải chấp nhận là mình bị mình cái đó mất. Mình biết là cái đó nó là một cái kỷ niệm đẹp, nhưng mà những cái cách mà kiểu như hai người đến lúc mà không còn share chung cái values với nhau nữa, thì mình không còn cách nào mà mình giữ lại được. Mình càng giữ lâu thì mình càng làm cho cái thành một cái vết thương nó càng lớn. Cho nên có khi cái sự kết thúc là một cái giải thoát cho cái mình giải thoát. Nhiều lúc mình hết cái nghiệp ngay đó rồi mình phải chấp nhận nó là như vậy thì mình mới bước tới một cái điểm mới chứ không. Thì em cứ nghĩ như vậy mà em tự an ủi em thì đúng em... rồi đó, that's why anh cái mai anh strong hơn. Còn Thủy Hằng cũng giải thích vậy, Hằng nói Thủy phải chấp nhận buông bỏ, tại vì Thủy không chịu buông. Thủy níu lại và Thủy nói là Thủy giống như là hàng đêm nằm mơ, trong cái giấc mơ đang quỳ xin gian xin ảnh trở lại với em đi, tại không có chịu buông. Cho nên đây là nếu em có gian xin cỡ nào đi, người ta buông mình rồi, người ta không bao giờ quay lại. Mà nếu quay lại, cái vết thương nó đã đổ rồi, không còn hạnh phúc. Tại vì cái tâm lý này nó rất là bình thường. Mình không có gì sai hết á. Cái tâm lý là tại vì mình là con người, cái tình người mình có là mình phải qua những cái giai đoạn này thôi, nó rất là bình thường. Giống như việc cái ví dụ đơn giản là khi mà mình sở hữu một cái vật chất hay là một cái loại hộp sòn kim cương cái gì quý giá cho người mình, và mình sở hữu nó một thời gian dài, tự nhiên bây giờ một ngày nào đó mình đánh mất nó đi, cái tiếc nuối đó ai cũng phải xảy ra. Không có mình là thánh, mình không có thể nào mình nói ô tôi bỏ đi. Mình có thể nói như vậy nhưng mà mình không có làm được. Mình làm được là khi nào mình nói cái này chỉ là vật chất thôi. Bây giờ mình đã không còn cái duyên được sở hữu nó nữa, thì có thể là nó đâu có mất đi. Có thể là cái người nào có cái phước tư mình, họ nhận được cái đó để họ sở hữu. Mình hết cái phước rồi, thôi bỏ nó đi. Mình phải nghĩ tới cái điểm đó thì mình nói cái này là sự thật rồi. Không còn tiếng nuối, nếu mà có một ngày nào nó trở lại nó tìm mình. Em nói này chỉ là vật chất thôi, nhưng nó trở lại tìm mình thì cái đó là cái phước mình còn. Còn không thì thôi mình cứ chấp nhận thôi. Chứ mình đừng níu nó lại. Không cần phải mơ mộng mà nói. Níu lại. Mà khi nào mình phải giống như chị nói với em đó. Một khi em đã làm được cái điều gì đó thì người ta cảm thấy tiếc của núi mình, biết đâu người ta quay ngược lại, ta tìm mình nó quý hơn mình đi tìm người ta. Em hiểu không? Dạ.
cái đó là cái... nếu mà mình muốn, còn nếu kéo mình đừng có nghĩ là mình phải đi quỳ lạy gian xin để người ta lấy cái lòng thương hại người ta trở về với mình, cái đó là không còn hạnh phúc nữa. Cái tâm lý chấp nhận của mình là cái đây là không phải cái chia sẻ này, không phải là giống như chỉ là lời nói chị ở đây mình, khi mình em không biết chị có ở cái tín ngưỡng tôn giáo gì, em công không giáo biết. Đó công giáo uh-huh. Thì em không biết, nhưng mà ở đây mà bên về mấy cái lớp tâm lý của ở đây nó dạy nó cũng có nói về phần đó, và cả như xin lỗi bên Phật giáo họ cũng có nói về vấn đề này. Về công giáo thì em không có biết nhiều cho nên là không có dám nói tới, nhưng mà thực ra đây là những cái mà mình thường nghe hàng ngày nhưng mà mình chưa có sử dụng thôi. Chứ cho nên khi mà mình đã chấp nhận rồi thì cái phép chấp nhận này nó rất là lớn, nó là một cái mà từ cái sức mạnh từ cái tâm mình nó phát ra là, khi mình đã chấp nhận cái đó rồi thì tự nhiên cái denial nó không còn. Nó thật cái đó là sự... như anh Jin là cũng trong cái hoàn cảnh bị ly hôn và cũng từng vướng qua bị sốc đúng không? Sốc về tâm lý nhưng mà không có đến nỗi nặng giống như Thủy đúng không? Thực ra đàn ông cũng, nhưng mà em cũng bị triền miên lắm á chị. Điều luôn cũng, hả? Em đàn ông cũng mạnh mẽ hơn mà cũng bị vậy đó. Em biết, em có hiểu được đó. Mai là em cũng có hiểu, em có học từ nhỏ ra em cũng có biết, cũng hiểu biết. Nhưng mà nó có những cái lực mình không có thể nào mà mình chống chọi một cách mạnh mẽ, nói không là không được. Mình vẫn còn cái vương vấn, nó vẫn còn hoang mang với những chuyện đó. Những cái lúc mình đã gợi nhớ, những cái kia nó cũng là tại mình là con người mà. Mình đâu có thể nói một cách mà vô tình hay vô tư một cái là hết đâu, nó không có như vậy. Cho nên thì mình phải sáng suốt và nghĩ những cái đó là những kỷ niệm đẹp, mình biết nó là những kỷ niệm đẹp thôi, mình có thể mình forget. Nhưng mà nếu mà mình forgive được á thì là tốt, còn có khi mình forgive nhưng mà mình không có forget được, cái đó cũng là sự thật thôi. It's okay to be that way, không có gì sai hết đấy. Mình chỉ biết chính trong cái bản thân của mình chấp nhận cái đó là sao. Học hỏi chút xíu nữa về cái sức mạnh, cái lý trí ha. Coi như là anh cũng bị, nhưng anh ảnh share những cái mà anh đã bị trải qua ha. Thì Thủy cũng đáng cố gắng, mỗi khi đi gặp những trường hợp nào mấy anh em cũng bị như vậy mà ta đã vượt qua hết rồi thì mình cũng phải vượt qua để giống mấy anh em có cái niềm vui như vậy, biết không? Mở nụ cười lại coi. Đó, cười cái là khác liền đúng không? Uh-huh. Giống như lúc nãy chị khác không? Giờ chị có energy đó. Uh-huh. Cười cái là rất là đẹp. Giống như chị chưa có quyết định, chị chưa có nói là chị sẽ làm, phải làm cái gì hết. Nhưng mà chỉ có cái sự nghe, hấp thụ và hiểu biết thôi. Tự nhiên làm cho cái energy nó khác. Dĩ nhiên là chị về nhà có những cái moment mà tự nhiên mình gợi nhớ này kia thì mình sẽ trở lại. Nhưng dạ, mà nếu bữa nói chuyện với anh đó là cái chuyện như vậy vậy đó. Sự thật nó là vậy. Tự nhiên mình phấn chấn lại, chỉ có thể là hy vọng là chị sẽ như vậy. Dạ, hôm nay thì cũng gặp được anh Jin thì coi như là có một thành viên mới gia nhập của gia đình Hằng Kali đúng không? Mai mốt giống như có những cái buổi tiệc gì thì mấy anh em thì Vũ cũng tới tham gia uống nước đúng không? Nhiên, rồi hoặc là có một cái khi nào mà có một cái cuộc đi làm từ thiện thì ngày nào ngày nghỉ của anh thì cũng cùng nhau đi đúng không? Giống như để cho mình có một cái động lực, một cái niềm vui trong cái cuộc sống khi mình bị trải qua những cái nỗi đau. Nhưng mà cũng 3 năm rồi hả? Trải qua 3 năm rồi hả? Gần 4 năm, đỡ hơn Thủy thì mới 2 năm. Tại vì hôm nay vấn đề chính là đi tìm việc làm, nhưng mà nhưng mà chị Hằng nãy giờ nói những cái chuyện ngay những cái chỗ mà em muốn nói rất là nhiều, nhưng mà sẽ hẹn lần sau em nói em sẽ coi như lần sau mới kể về câu chuyện những có không có những cái em muốn chia sẻ tại vì em từng trải qua đó. Cho nên giống chia sẻ như, đi đâu có sao đâu, nếu mà giống như em suy nghĩ cái này không phải là tự nhiên em suy nghĩ mà em đã thấy sự thật là như vậy nè. Khi mà lúc em đi làm á, công việc nó cũng rất là stressful, nó cũng bị nhiều áp lực. Thì khi mình bị áp lực nhiều quá, mình không phải là mình nói là hưởng thụ cái này cái kia rồi mình sẽ rejuvenate lại cái sức khỏe của mình, nó không phải như vậy đâu. Nó cả vấn đề mà cái tấm lòng và cái tâm lý nữa. Mà khi ví dụ như giống như công việc, tại sao người ta nói chị Hằng cứ trẻ hoài là như cái chỗ là tại vì cái biology nó nói là khi mà cơ thể mình nó produce đủ cái serotonin đó,
thì tự nhiên làm con người mình nó cảm giác thoải mái, tức là cái anti depression cho mình rồi, mình không còn phải mà buồn đau nữa. Nên cái này là cái vấn đề mà bên biology và cái công việc mà muốn produce cái serotonin đó là nó rất là đơn giản. Cái khoa học chứng minh là mình chỉ cần làm những cái công việc giống như là mình giúp người, mình có tấm lòng, mình làm từ thiện, cảm thấy mình vui. Hay là mình cảm mình witness những người làm xung quanh mình, là mình sống trong environment đó, tự nhiên cái serotonin của mình nó có đầy đủ thì mình đâu có bị buồn đâu. Nếu mà không buồn thì làm sao già nhanh được? Dĩ nhiên ý chính là phải có, nhưng mà nó sẽ không nhanh. Đúng rồi, không có nhanh, đúng. Nó sẽ giữ cho nên nếu mà em buồn thì sẽ già. Em cứ nghĩ vậy đi, già em sẽ xấu. Nghĩ vậy đi, chết rồi đó. Muốn chọc cái cười á, khó lắm. Bữa nay em xin chọc cái cười giùm em. Không, thì cái này em chia sẻ sự thật là em nghĩ đúng. Cho nên cái lúc mà em đi làm một công việc á, lúc đó thực ra cũng rất là stressful. Nhiều lúc đó mình cái thu nhập mình không có, bữa đó làm không có tốt, hay là mình không có được nhiều cái công việc, thì về nhà nhiều lúc đó, mình trên đường về lúc mình giữ cái vợ con ngồi đó, ngồi gần em xin đi cho khán giả thấy mình luôn. Quá ngồi đi đâu có sao, để ảnh nói cho nghe cho dễ. Mình cũng stress chứ. Nhưng mà vì lý do đó cho nên thực ra có người hồi lúc xưa mà em đi làm ấy, cuối tuần hoặc là lúc em có thời gian em cũng hay làm giúp làm từ thiện cho cộng đồng. Thì có người bạn bè, có một số người thân họ cũng nói cái thằng này chắc nó cũng có vấn đề trong cái nó. Thực ra nó không phải, em không phải người có vấn đề, mà cái vấn đề mà chính ấy, là em giúp em chứ không phải em giúp ai hết. Em giúp cá nhân em. Đúng rồi. Bằng cái những công việc em làm thì thực ra thì nó có thể là có những cái lợi ích cho bà con trong cái community của mình thôi. Nhưng mà thực ra cái mục đích chính là mình hướng về vấn đề đó theo cái tâm của mình, để cho mình có cái sự thoải mái. Thay vì mình dùng rượu chè hoặc là những cái cuộc vui để cho những mình ấy, cái gì mà nó không sẽ tan hết. Còn khi mà mình phát tâm mình ra từ trong cái tâm mình, từ trong cái lòng mình, thì tự nhiên á, làm cho là mệt mỏi, nhưng mà khi mình ra mình giúp được người này người kia, mình về tự nhiên cái energy nó tự nhiên nó trở lại một mình. Dạ đúng rồi đó. Chị cảm thấy con người mình rất là sung sướng và thoải mái khi mình giúp được một người. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chứ mình cứ chờ để người khác giúp mình á, thì mình sống khổ lắm. Dạ đúng rồi. Mình làm sao mà mình có thể giúp được thêm một người nữa thì cái energy mình nó lên cao lắm. Dạ đúng. Em nghĩ cái đó là đúng. Đúng. Khi mình đi làm một công việc gì mà mình cảm thấy mình đó vui. Đó là cái do chị làm đó đúng không? Đúng rồi. Đó là ngay cái những cái gì mà công việc của Hằng làm. Tại khi Hằng giúp được một người, họ trở nên thành một người tốt, cái hình ảnh đó giống như một món quà ai cho mình lớn lắm, mình cũng không có. Đúng rồi. Không có bằng. Vật chất không có thể thay đổi. Giống như Thủy bây giờ mà nếu trở lại được cuộc sống bình thường, Hằng vui hơn ai cho Hằng một cái cuộc hộp sò bằng cánh tay. Chị nói thật đó, thì cái đó là thật á. Giống như hôm nay á, lúc nói chuyện với chị trên phone á, chị kêu em ơi coi thử cái video đi. Thực ra em cũng không biết là cái gì, em vô em coi, nhưng mà có những cái lời nói thật lòng, những cái cách giúp người và nối kết với nhau á, nó rất là touchy, nó touch to my heart. Yeah, cảm ơn chị. Chị làm những cái công việc này là chị nên tiếp tục làm. Coi như anh Trinh là chưa bao giờ coi chương trình của Hằng, mà không, tại vì được một người giới thiệu qua là như vậy thôi, chứ không phải là coi biết Hằng mà gọi Hằng, đúng không? Thì thật sự rất là nhiều người coi chương trình của Hằng và biết Hằng giúp được nhiều người, thì khi ai có hoàn cảnh khó khăn gì người ta cứ giới thiệu kiếm Hằng đi. Nhưng mà em nghĩ đây được cũng có duyên tốt và may mắn để gặp chị chia sẻ được và có thể là cũng cho Thủy một cái bài học là anh Trinh cũng từng vấp ngã, cho nên anh Trinh đã mạnh dạn để vượt qua, thì Thủy cũng phải cố gắng giống như vậy ha. Đó giống hồi nãy chị Hoàng nè, chị với chị hai người đó cũng từng bị như vậy đó đó, cho nên là mình thấy rất là nhiều người ta bị giống như mình ha. Cứ coi đây là một cái phần của cái đời sống thôi. Mình coi giống như nếu mà cái phước mình có nhiều á, mình được nhiều thứ. Còn phước mình có chừng đó thì mình xài chừng đó thôi. Dạ, đúng rồi.
chỉ chấp nhận cỡ đó thì thấy thoải mái tới đó là em bây giờ hết rồi, hết rồi đúng rồi đó, hết rồi đó, bây giờ cũng không khác rồi. Cũng khác buông bỏ vậy đi, cứ buông bỏ vậy đi, những cái gì nữa của mình nó sẽ thuộc về mình, còn nếu mà không phải của mình thì không phải của mình thì tới đó là nó đi rồi đó, hết rồi đó, xong rồi đó, trời không cho mình nữa, trời không cho nữa, cho nên bây giờ mình cứ giúp mọi người xung quanh đi, dạ, đúng thiện rồi, đi. Đúng rồi. Bây giờ em cứ theo chị Hằng rồi mạnh mẽ thì có khi giờ đi theo Hằng á, cái ngày nào mà đi Hằng đi suối đi phát đồ ăn, cái Thủy bỏ tiền ra Thủy mua 10 ly nước, 20 ly nước, hay là một hai viên để mình làm đó mình vui. Giống như đó là cái tiền của mình đi cho mấy người khổ ăn đó, mua ly chè, ly nước hay là một hộp cơm, cái đó là cũng mình làm từ thiện, mình vui là được. Thời gian của mình nhiều. Bây giờ Hằng thường đi mấy cái người homeless á. Hồi đầu tiên công việc của Hằng là giúp homeless. Rồi sau dần dần Hằng tất cả mọi người ở đây không cần homeless cũng gọi kiếm Hằng luôn, miễn ai khổ kiếm Hằng. Chứ không cần homeless nữa. Chứ Hằng giúp hồi trước đầu tiên chủ yếu Hằng đi giúp homeless. Mà bây giờ chương trình Hằng đi làm homeless vẫn còn. Đi phát đồ ăn dưới suối hay đi làm những công việc dưới suối khi người ta cần. Những cái con suối mà không biết anh có đi qua chưa? Chưa bao giờ. Em chỉ tới chỗ đường story nó tới đó rồi phong phối đồ đó kêu mấy người đó lên rồi chứ em thực sự em chưa có thôi không có hỏi mà đi xuống tới okay. Dưới giống trong cái video clip của chị mai mốt sẽ đi theo sẽ trải nghiệm chiều em muốn đi không tụi em tìm thì tụi em đi xuống đó mấy giờ chưa biết nữa bây giờ Hằng xong việc ở đây em còn về không đâu có về ở đây dễ gì đâu không em nói em em còn về thích khe về coi chừng con cái ok no mẹ em vậy coi chừng mẹ ok không có sao thì hôm nay nếu như mình chia sẻ tới đây đi rồi về Hằng sẽ đăng cái video clip này lên rồi công việc làm có thì Hằng sẽ gọi cho anh rồi coi như cứ gia nhập rồi cứ cùng nhau để cho những cái anh chị em mà có cuộc đời khổ những cái động viên động lực như vậy đó giống như nói mình cũng từng trải qua rồi mình share với người ta những cái mình đã từng trải cho người ta thấy cái đó cũng cái động lực phải không giống như nhiều người cũng bị mà ta vượt qua được tại sao mình vượt không được giống như em này nè đó. Em cũng hy vọng cái này là những cái positive energy nó flow around cho những người cần cái ok em Jim. Rồi hôm nay coi như là ngày đầu tiên ra mắt đi rồi hôm nào cái Hằng sẽ có cái cuộc của mấy anh em cái Hằng rủ lại gặp ha uống cà phê hoặc là bây giờ về mà chắc cái ngày mai Hằng mới có thể đăng được cái video này lên thì chắc chắn là anh sẽ có người gọi cho anh có việc chắc chắn luôn. Tại vì người nào mà những người mình không kể là những người vô gia cư dưới suối tại người ta không có đầy đủ giấy tờ á thì mình chỉ kiếm cho người ta những công việc làm tạm bợ mà người nào phải chịu đi làm còn những người bình thường giống như các anh mà vì cái hoàn cảnh bị sốc về một cái gì đó sau đó mất chớp mất việc á thì easy lắm rất là dễ kiếm việc không có sao chứ cho nên thì cũng vui chúc mừng anh đã vượt qua được một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ mà anh đã lấy lại được tinh thần thì cũng chúc mừng anh. Cảm ơn. Thì em cũng hy vọng là em dùng những cái hiểu biết và những cái gì em có thể làm được để có cái thu nhập thì chỉ biết em cũng thích những cái công việc làm như vậy để mình có thể giúp đỡ những người tại vì mình chưa làm được cho mình thì mình không giúp được ai hết em còn phải cần một cái mình làm cho mình trước mình có công việc có cái thu nhập để mình trang trải cuộc sống trước thì mình mới đi giúp được như em muốn trở lại cái thời xưa của em vậy đó khi em già em có những cái thu nhập thời xưa comfortable có thể là em không còn phải sử dụng nhiều nhưng mà những người xung quanh của em những người mà em biết họ cần thì mình làm như vậy thì mình thấy thoải mái rất là nhiều thì coi như là anh bị cái cuộc hôn nhân đổ vỡ thì bị sốc rồi cũng việc làm rồi biết bị mất em làm chót. Rất là tốt công việc nào làm em làm cũng rất là tốt chỉ có là lúc mà cái gánh nặng cũng phải gánh nặng một cái trách nhiệm của người cha thôi thì em thấy hai đứa con còn bé quá có lúc mình không có nợ mà gửi nó chỗ này chỗ kia rồi mình thấy mình cũng có cái trách nhiệm mà dạy dỗ đó cho nên em sacrifice cái công việc để em làm cái trọng trách của em thôi rồi với lại quá nhiều ngày thì nhiều lúc những cái gì mà mình sử dụng hết rồi mình phải trở lại mình
dịch vụ hôn nhân mấy năm mà đổ vỡ? Tụi em sống với nhau hơn 8 năm. 8 năm, tại con lớn cũng 8 tuổi lắm. Thì trước đó quen nhau mới đám cưới. Thôi coi như hết duyên, mình có duyên tới đó thôi. Cái gì buông bỏ được thì buông bỏ thì để mình thấy nó nhẹ. Ok anh, rồi thôi vậy giờ anh còn về phải thích khe mẹ đó. Thì thôi tới đây đi, rồi hôm nào thì mình gặp, có dịp chia sẻ cái gì thì mình chia sẻ thêm. Cái gì nha? Rồi, cái gì anh? Rồi. À, chắc chắn là sẽ có việc mà. Không sao đâu. Ok. Rồi thôi vậy xin chào tất cả mọi người đi. Dạ, em sẽ gửi lời chào tất cả mọi người. Rồi, say bye bye. Rồi, bye bye. Rồi, em Thủy hôm nay là đi theo chị Hằng á, gặp được nhiều trường hợp, hoàn cảnh giống mình. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Cho nên là cảm thấy mình cũng không phải là riêng mình ơn mình đâu. Mình cũng thấy có một phần an ủi, đúng không? Rồi hôm nay tươi hơn, cười nhiều hơn, đúng không? Cười rất là đẹp gái ha, cười rất đẹp gái. Ok rồi, xin chào tạm biệt hết tất cả mọi người. Ok, bye bye.